Ừ, quý vị ơi, hôm nay là chủ nhật nha quý vị, 22 tây tháng âm năm 2002 ha. Cái combo đầu tiên bán cho quý vị hôm nay là bonsai 376 nha quý vị, ba cây mai chữ thủy lá chung nha, chung nu á, ba cây là 500 bao phí ship ha. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha. Cái lon bò cụm mà tỷ lệ nha quý vị. Rồi, cái này có mấy cây thôi, mua bán văn nghệ cho vui thôi nha quý vị. Cành nhánh nó đầy đủ, trong này xương chi đầy đủ hết trơn luôn ha. Anh nào mua về vô nhôm bệnh nó ra thì nó ra cái cây để chơi nha quý vị. Có chi cành đồ đầy đủ hết trơn luôn rồi, tại lá lú tùm tôi không có tỉa ra. Về vô nhôm mà kéo nó ra cái là có một cây liền nha. Kéo ra như cây này nè, cái cây này hổm nó cũng gói tùm lum tùm la nè. Kéo sơ sơ nó ra cái vậy nè, chịu khó vô nhôm chỉnh sửa lại là nó ra vậy đó nè. Mấy cái form này nó cũng y chang. Rồi đây cây số 2 nha nè. Cây số 2 nhìn thoáng thoáng quý vị thấy có rõ ràng chút xíu ha, còn cây đầu thì nó hơi gói. Rồi, tại vì gói thì mình không có gạo mấy nhánh ra, nhưng gạo nhánh ra thì nó cũng gọn nha quý vị. Cây số 3 nè, đó cành nhánh nó có đầy đủ hết trơn, lùng lực như vậy nè, lùng xịt luôn rồi nha. Đó, ngón tay tôi quý vị nhìn thấy không, đó, xương chi đầy đủ trong này nè, về bên bệnh nó ra cái cây nha quý vị. Rồi ba cây 500 ha, bao luôn phí ship luôn rồi đó nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi,